Lời chứng của Esther Ageni. Phần 5, nhà thờ giả ở khắp mọi nơi. Bốn đến 5 năm trước, tôi đã cầu nguyện. Và sau khi cầu nguyện, tôi đi ngủ. Ngay khi tôi ngủ, thần của Đức Chúa Trời đã chở tôi vào một nhà thờ lớn trong giấc mơ của tôi. Nhà thờ này ở đây ở Pháp, ở Congo và khắp nơi trên thế giới. Nó thực sự là một hội thánh toàn cầu. Khi chúng tôi đến đó, tôi thấy mục sư đang rao giảng trước đám đông anh ta đang bốc cháy và đám đông đang nói vinh quang đức chúa trời tuy nhiên khi họ đang tôn vinh chúa chúa đã mở tay tôi để nghe những gì họ thực sự đang nói thay vì họ nói amen vinh hiển cho đức chúa trời đám đông lại nói amen vinh hiển cho satan tôi đau đớn khi nhìn thấy cảnh này vì đây là một thánh chức toàn cầu nơi các thành viên dường như yêu mến đức chúa trời và tận tâm nhưng họ đang nói vinh quang cho Satan trong khi mục sư đang rao giảng. Đây là những người vô tội cầu nguyện với Chúa với ý định tốt, nhưng họ đang thờ phượng Satan mà họ không nhận ra. Đây là tình trạng của nhiều nhà thờ ở thời kỳ cuối, tình trạng mồ mã. Đức Thánh Linh nói với tôi, nhà thờ này có ở mọi quốc gia, nhưng những người tham dự nhà thờ này, họ thờ phượng Satan mà không nhận ra tôi cảm thấy đau đớn trong lòng vì đây là một nhà thờ lớn nơi mọi người nhiệt thành với chúa họ cầu nguyện rất nhiều và dường như họ yêu chúa những linh hồn vô tội này không biết rằng họ đang bị bắt bởi kẻ thù và họ đang thờ phượng satan rất gần đây trong những ngày này tôi đã cầu nguyện và khi tôi đi ngủ tôi thấy một khải tượng nơi thần của đức chúa trời đã chở tôi đến chính nhà thờ đó một lần nữa khoảng thời gian này tôi nhận thấy rằng các thành viên và các trưởng nhóm có cuộc sống xa hoa rõ ràng là họ đều có những chiếc xe hơi đắt tiền và sang trọng tất cả họ đều sang trọng họ giống như tầng lớp cao của xã hội tôi thấy rằng xe của họ chủ yếu là màu trắng một điều nữa mà tôi nhận thấy là tinh thần tự hào trong lòng họ người hầu và các thành viên của hội thánh toàn cầu này tràn đầy tự hào có rất nhiều niềm tự hào ngay cả trong cách nói của họ trong cách cư xử của mình, họ thể hiện sự kiêu hãnh. Họ đang khoe những thứ vật chất của họ. Họ đã gắn bó rất nhiều với hàng hóa của thế giới này. Thánh Linh nói với tôi, tên ta ở trong miệng họ, nhưng họ đang phục vụ ma quỷ là chúa của họ. Những người này có tình yêu với những thứ của thế giới này, và họ có niềm tự hào về cuộc sống. Tuy nhiên, trong bước đi của tín đồ đấng Christ, chúng ta phải sẵn sàng từ bỏ tất cả để đạt được sự sống vĩnh cửu. Những người này đã được vinh quang vô ích do sở hữu những thứ thuộc về đất. Lấy được thế giới mà mất đi linh hồn thì có ích gì? Matthew 16, 26 Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. 16. Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, sự mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời đều chẳng từ cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. 17 vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Một văn 2, 15, 17 Thần của Đức Chúa Trời nói với tôi, ta không phải là tác giả của sự kiêu ngạo, và ở đâu có sự kiêu ngạo, thì ta không ở đó các thành viên này và các mục sư và lãnh đạo của họ có tên ta trong miệng của họ họ nghĩ rằng họ đang phục vụ ta nhưng cha của họ là ác quỷ mà tất cả họ đang tôn thờ đây là thông điệp chết tiệt mà chúa đã ban cho tôi và những ngày này chúa đang cảnh báo về những mục vụ và nhà thờ phổ biến này chúa phán những phép lạ và sự thể hiện quyền lực mà con thấy trong nhà thờ đó được điều hành bởi ma quỷ không phải ta và đông đảo mọi người bị mê hoặc bởi những phép màu gian dối này. Đây là công việc của Satan, nếu không thì họ đã phải khiêm nhường rồi. 2 ca 2, chính kẻ đó sẽ lấy quyền của quỷ Satan mà hiện đến, làm đủ mọi thứ phép lạ, dấu dị và việc kỳ dối giả. Thánh Linh nói với tôi, hãy cảnh báo cho họ khi họ nhìn thấy trên các phương tiện truyền thông, một người thuyết giáo truyền bá lời và làm phép lạ và mọi người đang được chữa lành và một số người đang làm chứng. Khi có niềm kiêu hãnh, Chúa không ở đó. Niềm tự hào của ngôi nhà thờ vật chất này giờ đây đã vượt lên trên niềm tự hào của những người bên ngoài. Nhà thờ đang tích lũy hàng hóa của thế giới đã qua này và đã trở nên đáng tự hào. Nếu họ là của Chúa, họ đã khiêm tốn rồi. Ăn năn là lời Chúa đã ban cho tôi. Chúng ta phải sản sinh hoa trái của ngài như khiêm nhường, tốt lành, yêu thương anh em. Khi tất cả những gì bạn làm được thúc đẩy bởi điều tốt đẹp của thế giới này, bạn không phải là người đang phụng sự đức chúa trời. Không ai có thể phục vụ hai chủ vì anh ta sẽ ghét người này và yêu người kia, nếu không anh ta sẽ giữ chặt chủ này và khinh thường người kia. Bạn không thể phục vụ chúa và ma môn. Matthew 6, 24, Luca 16, 13 một năm trước đức thánh linh đã mở mắt cho tôi và tôi nhìn thấy một mục sư nổi tiếng tôi đã nhìn thấy anh ấy và các thành viên của anh ấy nhưng điều làm tôi kinh ngạc là các thành viên của anh ấy bị xiềng xích trên tay và chân như nô lệ giống như những bộ phim về chế độ nô lệ mà chúng tôi xem trên truyền hình và linh hồn của các thành viên của anh ấy phải chịu sự đối xử của chế độ nô lệ và tôi thấy rằng anh ấy có rất nhiều các thành viên tất cả họ đều là nô lệ của hắn trong xiềng xích cho chủ nhân của hắn là satan mọi người đang đến nhà thờ để tìm kiếm sự cứu rỗi nhưng điều đang chờ họ là cái chết những người vô tội đang đổ xô đến nhà thờ bị thu hút bởi phép lạ và quần chúng đến đó anh chị em thân mến của tôi đây là một thông điệp mà chúa đã ban cho tôi bất cứ khi nào bạn muốn tham gia một hội thánh bạn phải tìm kiếm chúa bằng một tấm lòng ngay cả khi bạn đã là thành viên của một hội thánh hãy tìm kiếm chúa để biết thực tế và tình trạng của người lãnh đạo của bạn và hội thánh chúa nói cách này hay cách khác chúng ta đang sống vào thời kỳ cuối cùng và chúa đang bày tỏ mọi sự ngài sẽ không để con cái của ngài ở trong bóng tối tham dự một nhà thờ satan cuối cùng dẫn họ đến sự chết tiệt bạn chỉ cần hết lòng tìm kiếm ngài ngài sẽ nói với bạn và ngài muốn nói với bạn amen